Nguyễn Anh Kiệt, William Trần. Tình huống đột phá vào trong của William Trần, bóng đi vào rổ. Tình huống xí thành công đến từ cầu thủ số 8 bên phía đội chủ nhà. Tình huống mà hai đội đang bám đuổi điểm. Ở trận đấu gần nhất thì cả Dragons là một cơ hội để cho cả Dragons và City Wings có được một chiến thắng. Với tách giờ đây chỉ còn 3 điểm mà thôi. William Trần, động tác giả của William Trần, và có 2 điểm đến từ số 8 bên phía đội William Trần. Đó đã có tiếng còi của trọng tài. Đó là một tình huống ghi điểm và có lỗi điểm của William Trần. Những tác động đến từ Vũ Đoàn Minh Phương với cầu thủ bên phía đội chủ nhà. Không thể. Điểm số thứ 20 dành cho William Trần. 8 Dragons. Khoảng cách 3 điểm cho đội chủ nhà. Nguyễn Thanh Tùng. Phạm Hiền Tài đột phá vào trong. Hiền Tài. Tình huống tổ chức tấn công không tốt của Chí Minh City Wings và phản công nhanh cho Dragons. Triệu Hán Minh. Vẫn là Hán Minh. Có cầu để dứt điểm cho William Trần và 3 điểm cho Dragons. Tình huống tổ chức tấn công rất hay của các thủ đội khách khi mà họ đang bị đội chủ nhà tạo ra khoảng cách 6 điểm. Sau khi liên tiếp để cho cầu thủ Đà Nẵng Dragons ghi điểm ở khu vực dưới rổ bằng những tình huống đột phá. Phản công nhanh dành cho cầu thủ Đà Nẵng Dragons, còn 5 giây. William Trần, anh cầm bóng, anh làm tất ăn cả và anh đem về N1 ở giây cuối cùng. Trên 4 cũng chưa phải một chỉ số tốt. Vừa có thêm một điểm, điểm số. William Trần. Pha xoay người dứt điểm rất hay của số 8 bên phía đội chủ nhà dành cho các thủ đội khách. Triệu Hán Minh. Vẫn là Hán Minh, ở trận đấu gần nhất thì Triệu Hán Minh có được 14 điểm, số điểm tốt nhất của anh trong mùa giải. William Trần thêm 2 điểm đến từ cầu thủ bên phía cầu thủ chủ nhà. William Trần đang thể hiện một phong độ quá cao và anh hoàn toàn có thể nghĩ đến việc sẽ tiếp tục có được một kỷ lục mới về số điểm của mình tại VBA. Nhưng tiếp tục thể hiện phong độ hiện tại, chỗ đứng tại VBA ở mùa giải tiếp theo. Chuẩn xác, đánh phạt chuẩn xác, bị đội chủ nhà bỏ xa ở trên bảng điểm. Mình bao lâu đưa bóng cho William Trần. Lại có thêm 2 điểm cho số 8 của Rock. Anh Kiệt đang cầm bóng. Đưa bóng cho Đức Chí và Zerman Marrow. William Trần rất đáng tin cậy, lại có thêm điểm. Dường như còn có N1 cho số 8 của Dragons. Quả thực William Trần vào lúc này là không thể cản phá. Trong một trận đấu mà ít khi được ra sân trong trận đấu của Wings, cũng được trao cơ hội. Đó cho thấy rằng các thủ khách phải trông cậy ở Phạm Hiền Tài cho không ghi điểm. Dành cho đội chủ nhà. Từ Dương Huy, bóng tới tay của Marrow. William Trần, tại sao không ai kèm William Trần? William Trần có điểm quá dễ dàng, rất nhiều khoảng trống dành cho khoảng thời gian mà cao thủ City Wings đang chơi hay. Từ Dương Huy, đưa bóng cho Đức Chí. Và lại có thêm điểm cho số 8 bên phía đội chủ nhà. Quá hay. Gánh nặng với Vi Sinh Nguyễn. Bóng có thể sẽ dồn cho William Trần. Đang hot hand, rất tự tin. William Trần, 2 điểm tiếp theo và điểm số thứ 31 của William Trần ở trong game. William Trần, tự nhiên anh cũng đang đứng trước cơ hội có được kỷ lục số điểm của mình. Chuẩn xác, điểm số thứ 32. Kỷ lục số điểm của William Trần. 3 điểm. Hai cầu thủ có nhiều điểm nhất cho đội khách. William Trần. Có điểm cho William Trần, không khó khi đối đầu với một cầu thủ cao gần. 3 lỗi cá nhân từ đầu trận. Số rất đáng lưu ý với Trung Trần. Điều phía Hồ Chí Minh City Wings. Bùi Anh Khoa. Tác giả của Bùi Anh Khoa. Không có điểm, phản công cho Dragons. Một bao đầu đưa bóng cho Dương Đức Chí. William Trần chưa có nhiều cơ hội dứt điểm trong hiệp đấu thứ 3. Đối đầu với Vincent Nguyễn. William Trần. Ưu thế về mặt thể hình. Mà đã có va chạm với cầu thủ bên phía City Wings. Trung Trần hiện đã mắc 4 lỗi cá nhân rồi. Quá nhiều cầu thủ gặp foul trouble. William Trần, cơ hội để ghi điểm và 2 điểm tiếp theo, điểm số thứ 39 cho William Trần. William Trần có 2 lần. Marlow thành công tuyệt đối, điểm số thứ 40. Cần phải vào sân ở những giây cuối cùng của hiệp 3. William Trần bị chăm sóc quá kỹ. Nhưng vẫn có điểm.
William Trần đang có khoảng trống. William Trần quyết định đột phá. William Trần dứt điểm cận rổ. Điểm số thứ 44. Thiếu chính xác. Cái biệt là 25 điểm. Chính xác là 26 điểm. William Trần tự mình dứt điểm. William Trần có lẽ cũng biết rằng mình đang ở gần với kỷ lục VBA như thế nào. Một pha bóng mà đồng đội có khoảng trống, nhưng William Trần quyết định tận dụng lợi thế về mặt thể hình của mình. Một tình huống xoay người, anh vượt qua được Vincent Nguyễn, một trong những Việt kiều phòng ngự tốt nhất tại VBA.